với là một tư cách là một nghệ sĩ ưu tú, anh phải có một cái trách nhiệm. Anh không những xin lỗi mà anh còn phải tự thấy rằng rõ ràng là anh là một cái người như vậy không xứng đáng để nhận cái phần thưởng cao quý hay là lạc lòi giữa chốn đông người, gọi là tôn vinh cái giá trị lịch sử. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng là cái sự bôi nhọ về văn hóa, tư tưởng, đạo đức, kể cả ngôn từ lộng hành sử dụng trong đó, nó không có đúng với sự thật. Mà một cái đài truyền hình mà cho một cái người nổ rồi dùng từ phải ăn chực, rồi đi hát cho chùa chiền dài ba bản, tôi thề danh dự một câu, cho tôi chết luôn, tôi tới chết tôi không bao giờ mời giới nghệ sĩ, ca sĩ đó, về tới chùa biểu diễn. Tôi xây chùa lên để mục đích là tôi tu hoặc là hoằng pháp để giáo dục, chứ không bao giờ mời tới nghệ sĩ. Bởi vì nghệ sĩ trước mặt là nó ngon ngọt, dụ dỗ để làm cho mọi người nghe được cái sự gọi là nồng ấm bằng cái ngữ điệu trong sạch, trong sáng, trong suốt. Nhưng mà bên cạnh đó, đằng sau lưng trời, nó cũng vẫn chửi thề quá trời. Làm sao mà không chửi thề? Trước mặt mình, trước mặt khán giả là nói chuyện lịch sử, rồi xin làm MC này, MC nọ, lịch sử lắm. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả, một lời chào thân thương nhất. Chứ đằng sau lưng nó chửi trên đầu, trên cha, trên mẹ mình, làm sao mình biết? Là một cái con người, chứ không phải là thần thánh. Con người thì phải có hỷ nộ ai ố. Chính bản thân của tôi là một nhà sư, đôi lúc tôi còn nóng giận, còn bực bội, thì làm sao mà ca sĩ mà thoát khỏi được mấy cái từ đó? Nếu mà ca sĩ mà thoát khỏi được mấy từ đó thì thôi, tôi nghĩ là thánh nhân rồi. Đâu có gì thấy rõ ràng là sự thật là như vậy. Mà đang làm ở một cái xã hội, bây giờ tôi không nói về cái như thế nào, với một tư cách là một nghệ sĩ ưu tú, anh phải có một cái trách nhiệm. Anh không những xin lỗi mà anh còn phải tự thấy rằng rõ ràng là anh là một cái người như vậy không xứng đáng để nhận cái phần thưởng cao quý hay là lạc lòi giữa chốn đông người hay là một cái gì đó. Có nghĩa là anh tự cấm túc anh trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm để anh cho bà con mới thấy cái sự im dịu, cái sự hạ cơn giận của người ta, hạ hồ phân giải. Người ta đang mọi việc đang giải quyết chưa xong, nghĩa là anh lên như vậy chẳng khác nào anh đang dùng một cái gáo nước lạnh. Một cái gáo nước, nói thật nước lạnh thì nó nhẹ quá, một cái gáo nước dơ bẩn anh dội thẳng vô mặt cái người khán giả. Và không những anh dội thẳng vô mặt người khán giả và đang sỉ nhục bà Nguyễn Phương Hằng. Chính bà Nguyễn Phương Hằng, bả là người nằm mơ lò ra cái sự kiện 14 tỷ, mà chính bà Nguyễn Phương Hằng là người gặt hái lại cái quả vô cùng mát mẻ và ngọt ngào, gọi là squid, tiếng Anh gọi là squid, ngọt ngào vô cùng. Bởi vì bà công sức bà bỏ ra tùm lum hết, và cuối cùng bà chỉ nhận lại một cái là gọi là nghệ sĩ hờ lờ vô tội, không có bị gì hết, và kể cả dấu hiệu là lạm dụng không có. Tôi không cần nói anh lạm dụng, anh chỉ cần giam giữ một cái số tiền quá lớn. Nếu bây giờ trên trường hợp dù ghét, dù thương, dù nói như thế nào, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn có cái công. Nếu không có bà Nguyễn Phương Hằng thì làm sao bà con người miền Trung hưởng được cái số tiền 10 mấy tỷ? Đường đường là một ca sĩ của Thủy Tề còn kêu gọi được gọi là 170 mấy tỷ. Anh là một nghệ sĩ đa tài giỏi, anh kêu có 14 tỷ, anh chưa bằng gọi là 1/3, 1/4, 1/5 nữa. Thì tôi thấy cái sự thật đó nó không rõ ràng. Mà bởi vì sao? Càng nghệ sĩ càng uy tín, kêu gọi càng có giá trị. Chính bởi vì vậy đó, tôi nói thật tôi cũng hạn chế kêu gọi. Tôi có những quý Phật tử họ đứng đằng sau lưng, họ hỗ trợ, họ giúp đỡ, thì tôi hạn chế kêu gọi lại. Có những lúc nào mà không có ai hỗ trợ đó thì tôi sẽ tự động tôi kêu gọi, hoặc là tôi bay về Mỹ, tôi đi qua châu Âu, qua Úc, tôi kêu gọi. Nhưng rõ ràng thật sự quý vị thấy, nếu mà bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng mà không nằm chim bao cái chuyện 14 tỷ đó thì chắc chắn sẽ đi vào diễn bản, chắc chắn rõ ràng là sự thật. Mà với tư cách, nếu mà đóng vai trò với một cái tư cách thật sự đó, tôi là một nghệ sĩ đó, thì tôi sẽ xin
tôi sẽ xin lỗi bà con, sau đó tôi sẽ xin gọi là giam lại cái bằng nghệ sĩ ưu tú. Xin lỗi bà con với tinh thần trách nhiệm chung, tôi là người nhận cái khuyết điểm cao cả này, cái khuyết điểm gọi là khó sửa chữa này, cũng là một cái bài học sâu sắc để dành giáo dục cho thế hệ đàn em của nghệ sĩ đi sau. Thì như vậy người ta mới thấy được cái sự gọi là cái sự tấm lòng chân thật của nghệ sĩ, từ cái khía cạnh biết nhận lỗi và vô cùng nhận lỗi. Còn đằng này anh cứ trơ cái mặt ra, anh đi nhận giải, anh cười nói thì rõ ràng là khán giả đâu có bằng cái gì đâu, khán giả đâu có bằng trái chuối của anh đâu. Nói thẳng là vậy, khán giả thua cái trái chuối của anh nữa. Thế nó thật, khán giả thua một cái trái chuối của anh nữa. Bởi vì chính cái trái chuối của anh còn nâng niu, anh còn lột, còn ăn được. Anh còn nâng niu, còn lột, còn ăn được. Còn khán giả người ta, người bỏ tiền ra, người ta bỏ tiền ra, bỏ công sức để ủng hộ gào thét, để đánh nổi bật lên cái giá trị nghệ thuật sân khấu nước nhà. Mà trong khi đó anh làm mất sự lòng tin của đảng, anh làm mất sự lòng tin của nhân dân, anh làm mất lòng tin của nhà nước. Nhà nước đã gọi là vô cùng tin tưởng anh, đặt cách anh. Tất cả giới nghệ sĩ phải quy định bao nhiêu bằng khen, bao nhiêu giấy khen, bao nhiêu sự khen thưởng, rồi bao nhiêu sự quyết định của thành phố đó, thì anh mới được lên cái chức gọi là nghệ sĩ ưu tú. Rồi sau từ nghệ sĩ ưu tú anh mới lên cái chức gọi là phong tặng là nghệ sĩ nhân dân. Còn đằng này anh là một cái người gọi là thuộc dạng gọi Việt Nam Cộng Hòa. Anh là thuộc Việt Nam Cộng Hòa, với cái chủ trương của nhà nước là xóa bỏ đi mọi hận thù, để nhằm mục đích là phát triển tương lai, kêu gọi bà con về quê đóng, về quê hương đóng góp. Cái chủ trương của đảng là vô cùng tốt. Nếu mà không có sự lãnh đạo phát triển thì anh không có như ngày hôm nay. Mà họ đã đặt cách cho anh, là họ trao gửi niềm tin cho anh. Anh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của nước Việt Nam ở hải ngoại về Việt Nam do nhà nước phong tặng. Anh là một nghệ sĩ gọi là nghệ sĩ ưu tú đầu tiên, không cần qua xét tuyển gì, đặt cách. Nhưng anh gọi là anh không tôn trọng nhân dân, anh không tôn trọng chính quyền sở tại của anh đang ở. Anh đang xem thường họ, anh đang giỡn mặt với họ. Ông bà xưa mình có câu nói rất hay: đừng chơi với chó, có ngày chó, đừng chơi thân với chó, có ngày con chó nó sẽ liếm mặt. Bởi vì khi chơi thân quá, anh có thể, cái nhà thờ tổ anh có thể xây được, trong khi đó đất nông nghiệp chứ không phải là đất nông lâm nghiệp nữa. Đất nông nghiệp mà anh biến đổi từ một đất nông nghiệp trở thành đất thổ cư, anh quá giỏi. Tôi thật sự tôi bái phục anh vô cùng. Rồi trong khi đó cái chuyện mà liên quan tới từ thiện, trong khi đó tôi đã học cái văn hóa gọi là ở các cái chương trình ca sĩ, nghệ sĩ đài TVB rồi, hoặc ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, khi họ xảy ra một cái sự cố gì đó, cái điều đầu tiên của họ là nhận trách nhiệm. Kể cả hút cần sa cũng được, họ nhận trách nhiệm, họ xin lỗi với nhân dân, họ buông ra. Còn trong khi đó anh đang gọi là, một cái tật của anh là anh quá lố. Nếu anh giam giữ 1-2 tháng tôi có thể buông bỏ qua, đằng này 6 tháng 14 tỷ, một cái lãi suất thấp nhất đơn giản thôi. Nếu mà ở ngoài xã hội đen cho dai đó, 1 tỷ thì tháng lấy 5% thôi, 1 tỷ tháng 5% là 50 triệu, 50 triệu thôi là rẻ đó. Tôi đã từng đi vay mượn, tôi biết mà. Mà trong khi đó anh giữ 14 tỷ, 10 tỷ là 1 tháng anh có 500 triệu rồi. 500 triệu mà 14 tỷ tháng anh có nhiêu? 700 triệu. Mà trong đó 6 tháng nhân cho 700 triệu ra là 4 tỷ 2. 4 tỷ 2 rồi. Rồi tất cả này kia quảng cáo. Hồi xưa tôi sai lầm. Sai lầm của tôi là tôi cứ nghĩ là một nghệ sĩ đa tài. Và tôi đã mù. Tôi dùng từ mù nó nhẹ chứ tôi thuộc dạng đuôi luôn. Tôi tin tưởng anh, tôi trao gỡ cho anh, tôi tặng cho anh một cái ấn định trần bằng ngọc bích nặng trị giá là 500 triệu. Trị giá là 500 triệu và nặng khoảng gọi là 40 kg. Lúc đó tôi đem vô sân khấu gọi là Hòa Bình đó, đằng sau cánh gà đó. Thì anh nói rằng là anh không có tiền, cho thì lấy. Thì tôi nghĩ thật sự, tôi sống là bằng cái tâm. Tôi nghĩ anh không có tiền tôi cho.
Nhưng mà cuối cùng không ngờ anh tiền nhiều quá. Anh tiền nhiều quá. Và tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu sự việc, nhưng mà tôi không nói. Cái chuyện thâm cung bí sử, cái chuyện bên trong của anh như thế nào không quan trọng. Đối với tôi không quan trọng. Bởi vì chính bản thân của tôi cũng có chuyện thâm cung bí sử bên trong. Nhưng tôi chỉ quan trọng cái khía cạnh lớn nhất là liêm sĩ. Thế nào gọi là liêm sĩ hoặc là vô liêm sĩ? Anh phải hiểu rõ thế nào gọi là vô liêm sĩ. Bà Nguyễn Phương Hằng á, bà được một cái là sống chính trực, sống thẳng nên người ta ghét, nhưng không sao. Trên đường sinh tử hồn ai nấy giữ, có nghĩa là bà sống như vậy bà không hổ thẹn với lương tâm của bà. Còn anh đã bao che, có nghĩa là hệ thống này và cùng chung cái hệ thống này, anh em kết nghĩa. Anh có một cái bệnh, gặp ai cũng kết nghĩa. Chính tôi nói thật, tôi là người cho anh mà hả, tôi cái sự quan tâm, cái sự mà thường xuyên gọi là gọi điện anh cũng không có. Tôi phải chủ động tôi gọi. Tôi là người con sống, là một con người sống vì tình cảm. Anh là một nghệ sĩ của nhân dân, nghệ sĩ của công chúng, mà anh không có biết gọi là ơn nghĩa là gì. Anh không biết ơn nghĩa là gì hết. Thế tôi nói thật. Bây giờ anh giam giữ trong đó gọi là 14 tỷ. Thì tôi nói thật, nếu không có bà Nguyễn Phương Hằng thì 14 tỷ nó đi cúng cho Diêm Vương. Tôi nói thật, xã hội này nó bây giờ nó loạn lạc rồi. Xã hội bây giờ loạn lạc, không những loạn lạc mà nó nổ, nó sống gì nổ. Tôi nói nổ càng nhiều đi rồi tụi bay sẽ thấy, mấy đứa sẽ thấy. Nổ càng nhiều đi rồi sẽ chết trong cái nổ, chết trong cái đau khổ. Nổ nhiều đi rồi sẽ thấy cảnh. Tôi nói thật, càng nổ là càng chết. Mình nghèo thì mình chấp nhận mình nghèo. Chứ mình nghèo mà mình nổ rồi mình đua đòi, mình thể hiện mình gọi là giàu sang, đại gia kim cương rồi này kia, thôi chết. Chẳng hạn có nổ không sao, còn không có nổ mất sớm. Ở bên Hàn Quốc nó có một cái hay với nghệ sĩ có tinh thần dân tộc. Giới nghệ sĩ bên Hàn Quốc đó, rất hay có một cái tinh thần dân tộc và tinh thần gọi là liêm sĩ vô cùng gọi là cứng nhắc và gọi là cực đoan luôn. Khi họ đụng chuyện gì đó họ tự đứng ra nhận trách nhiệm và xin rút lui, không bao giờ tham gia showbiz nữa. Họ có một cái lòng tự trọng dân tộc, họ có một cái lòng tự tôn về gọi là bản thân, chứ họ không có để gọi là người ta sỉ nhục. Còn ở Việt Nam của chúng tôi thấy có rất nhiều người gọi là khi đụng chuyện đó họ cứ trơ mặt ra, hoặc là họ đưa cái mặt ra phơ phớ xong xuôi rồi thôi. Cái câu chuyện mà ca sĩ Mr. Đồn mà ôm hôn thầy trên sân khấu đó, thì hôm nay tôi cũng xin nói cho các bạn biết. Một phần là lỗi do anh nghệ sĩ HL. Hôm nay tôi sẽ mở bí mật cho quý vị biết nguyên nhân nào mà ca sĩ ông Hoàng Nhạc Bớt gọi là ôm hôn nhà sư trên sân khấu ở phòng trà của chị ca sĩ Lệ Uyên, phòng trà không tên, thì cũng liên quan tới nghệ sĩ HL. Họ là viết tắt là gì rồi tôi quý vị cứ tự dịch kia nha, chứ tôi không có dịch được. Thì quý vị biết rằng cái đêm đó vào, tôi nhớ là vào khoảng tháng 10 tây tháng 11 gì đó, năm 2012, thì lúc đó tôi đi gặp nghệ sĩ HL tại đằng sau các cánh gà của sân khấu Nụ Cười Mớ, đặt trụ sở ở bên gọi là nhà hát Hòa Bình. Thì lúc đó nghệ sĩ HL mới nói tối ở bên trong phòng trà không tên đó có một cái chương trình gọi là giao lưu bán đấu giá các đồ vật để giúp đỡ cho ca sĩ Quan Bi Tuấn Anh, để
gây quỹ mổ một cái khối u trong não. Chính nghệ sĩ HL là người, chính nghệ sĩ HL là người đưa thông tin đó ra. Tôi mới biết cái ngày hôm đó là ở trong đó như vậy, và tôi là người đi theo cái tiếng nói đó. Nếu mà nói về cái trách nhiệm mà liên đới đó, thì nghệ sĩ HL phải phủ nhận rằng là đã từng giới thiệu ông thầy đến đó. Chứ tôi không có biết, tại từ xưa giờ tôi đâu có đi xem hát, xem nhạc chứ. Đi xem hát, xem nhạc chứ đâu có rảnh. Và nghệ sĩ HL nói cứ đến đó đi, rồi sẽ liên hệ. Sẽ liên hệ ở bên Lệ Quyên, rồi ở đó có nhiều người họ cũng bán đấu giá để gây quỹ. Thì lúc đó tôi đến đó, tôi mới gặp MC và nghệ sĩ. Tôi mới ngồi ở đó, tôi mới nói với một MC là hôm nay anh nghệ sĩ HL đó có giới thiệu tôi đến đây, gặp đây là tôi muốn bán đấu giá cái này để gây quỹ từ thiện cho ca sĩ Quang Vy Tuấn Anh, để gọi là mổ cái khối u trong não. Nhưng mà sau cái sự cố của ca sĩ Mr. Đòn, hay còn gọi là ông Hoàng Nhạc Bớp, nhưng mà Bớp trúng bánh bèo, Bớp trúng một cái bà Trắc Kim Phạm ở Cali, thì quý vị thấy rõ ràng sau cái sự kiện đó, tôi về chùa, tôi bị gọi là thẳng thần của giáo hội trục xuất ra khỏi chùa. Thẳng thần của giáo hội nha, theo cái luật đó, theo luật của nhà Phật đó, bạn quan hệ về thể xác, bạn quan hệ về thể xác giữa một người nam với người nữ, bạn sẽ bị đuổi ra khỏi chùa. Bạn sẽ bị đuổi ra khỏi chùa, khỏi cần bạn là cái gì hết. Bạn chỉ cần đụng chạm, bạn ôm ấp hôn một cái người nữ quan hệ về thể xác là bạn đã phạm luật, gọi là bất cộng trụ. Như mà các bạn phải hiểu rằng, có nghĩa là bây giờ ôm hôn một người nam thì trong luật Phật giáo nó chưa có, trong luật Phật giáo nó chưa có là ôm hôn một người nam là phạm luật. Nhưng mà nói về mặt cái tình người đó, thì mình phạm vào cái luật gọi là phản cảm văn hóa. Nó không đúng chuẩn mực với nhà sư, nó không đúng chuẩn mực với nhà sư. Nhưng mà nói về lý, nói về luật thì thầy hoàn toàn là thầy không bị phạm, không bị phạm gì hết. Hôm nay thầy xin đính chính cho quý vị hiểu rõ. Nếu mà nói cái sự kiện mà ca sĩ Mr. Đòn, bà Đòn á, bà ôm hôn thầy đó, bà cắn môi, bây giờ mỗi ngày phải lên thoa môi đó. Nó, nếu mà nói về lý với luật pháp với luật của Phật đó, thì trong luật pháp cũng chưa có một cái luật nào cấm giữa người đàn ông với người đàn ông ôm nhau, hôn nhau là phạm luật. Rồi, trong luật Phật cũng vậy luôn, chỉ nói là một người đàn ông, một vị tỳ kheo không được gọi là sự quan hệ đụng chạm, gọi là mơn trớn, hoặc là dùng bộ phận sinh dục để vào bộ phận sinh dục của người nữ mà có gọi là cách nhau bằng một cọng tóc, là người đó sẽ bị phạm vào bất cộng trụ, phạm tăng tàn, nghĩa là vị đó không xứng đáng là một vị tỳ kheo. Hôm nay tôi nói cho quý vị hiểu thêm cái luật. Nên lúc đó thầy chỉ gọi là nghe lời thôi, nghe lời một vị trụ trì để im chuyện hết. Nghĩa là thầy bị hoàng tục, thầy xin xả y, nhưng giới thầy vẫn giữ lại. Tôi xin xả y, tôi vẫn giữ giới lại để tôi qua Ấn Độ, tôi phục hồi lại cái y. Thì với tư cách là một nghệ sĩ của đàn anh, thì tại sao anh không lên tiếng, anh cứu chúng tôi trong lúc đó? Bây giờ anh núp ở đâu? Trong khi đó tôi là người sống hết lòng hết dạ cho anh một cái ấn lên trần, cái ấn bằng ngọc bích, cái ấn bằng ngọc bích luôn, trị giá 500 triệu. Trong khi đó tôi đang đói khổ, đi kiếm từ đồng từ cát để tôi trả nợ cho tôi, mà tôi nên bán tháo bán chạy hết mấy cái loại ngọc bích của tôi. Mà trong khi đó anh là một nghệ sĩ đương đại, có rất nhiều khả năng anh giải quyết được. Anh tuy anh không mua được, anh có thể giới thiệu bạn bè người để giúp đỡ một nhà sư. Trong đó lương tâm của anh đang ở đâu? Trong đó lương tâm của anh ở chỗ nào? Lương tri anh ở chỗ nào? Trong khi đó anh là người trực tiếp giới thiệu chúng tôi đến cái phòng trà không tên đó ở đường Lê Thánh Tôn của chị Lệ Quyên. Trong khi đó là một cái nghệ sĩ đương đại có quen rất nhiều luôn, mà cái lương tâm ở đâu? Lương tri anh đâu? Anh còn cái trái tim thương người nữa hay không? Mà trong khi đó anh im lặng tuyệt đối, anh bảo vệ cho tình cũ của anh, anh bảo vệ cho tình cũ của anh.
Mr. Đồm, bà Đồm, tôi có một cái bà má nuôi. Từng có giới nghệ sĩ đến nhà bà vận động xin tiền, nghĩa là tốn biết bao nhiêu tiền, hàng trăm, hàng tỷ là đồng là chuyện bình thường, để tổ chức show. Nhưng mà tới chừng mà tôi có duyên, tôi đến đó tôi nói cho họ hiểu, thay vì tiền đó đi làm phước, giúp đỡ bà con nghèo, làm những cái công việc phước đức. Còn này mình đưa chỉ có một người, nó ăn, nó giận, nó lo, nó đã ăn đâu có kêu cô. Nó cho cô có bó bông, giống như gọi là bó bông để thành kính phân u tưởng niệm má vậy. Thì xong cuối cùng tôi nói cuối cùng á, thì cái bà má nuôi sau này bà mới giác ngộ, bà không có chơi bất kỳ một cái nghệ sĩ nào. Cho dù bà gặp với những nghệ sĩ đó ở khách sạn Caravan hay là Sheraton hay là ở Bắc Hà, cũng bà im lặng không nói. Rõ ràng là vậy, anh là một cái nghệ sĩ, tôi là một cái nhà sư, mà tôi còn chơi đẹp anh, tôi còn cho anh một cái ấn định trần bằng ngọc bích 500 triệu. Mà trong khi đó anh là người giới thiệu, bắt cầu xe riêng cho tôi đến đó lại gây quỹ từ thiện. Mà khi tôi đụng chuyện ra, anh là người đi núp lùm, anh là người núp lùm, anh không đứng gọi là đính chính cái câu chuyện nó như thế nào. Rồi một số người còn tung tin rằng là được nghệ sĩ nổi tiếng ở trong showbiz bảo lãnh thầy đi Mỹ, chắc đi Mỹ Tho. Thì bảo lãnh đi Mỹ Tho thiệt, làm sao mà ăn được một đồng một cách ăn cũng được. Giới nghệ sĩ nó có một cái bệnh, tôi nói cho quý vị nghe, giới nghệ sĩ có một cái bệnh, đi ra đường đó, đi ra đường lúc nào cũng nghĩ mình là ông nội ông ngoại của người ta. Bây giờ nhìn được thấy rõ cái bản mặt thật sự của thầy. Giới nghệ sĩ có một cái bệnh, đi ra đường lúc nào cũng thể hiện mình là giống như ông nội ông ngoại của người ta. Đi mua đồ ăn uống cái gì cũng tự mình gọi là người bạc, các fan hâm mộ trả tiền không. Giới nghệ sĩ ngồi đó trơ cái mặt ra,